Xin chào tất cả các bạn. Có bao giờ các bạn cảm thấy thật là khó khăn khi mà đi mãi tất cả hiệu sách mà chẳng tìm thấy nơi để mà mua sách tiếng Anh, hoặc là những quyển sách tiếng Anh đó quá đắt không? Mình thì đã từng có một thời như thế đấy. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái địa chỉ mà mình đã tìm tòi để mình có thể mua sách tiếng Anh hoặc là mình có thể đọc tiếng Anh miễn phí tại những địa chỉ đó nhé. Đầu tiên là web online của Tiki Book. Đây thì các bạn có thể vào cái trang web của Tiki, sau đó vào mục English Books. Đó, thì rất nhiều sách tiếng Anh ở đây. Và Tiki thì rất hay có những chương trình khuyến mãi, nên mình có thể mua sách tiếng Anh mà có thể discount đến 35-45%. Đó, mình thì thường hay, mình sẽ thử vào mục Business and Economics. Đây thì đó, rất là nhiều sách quyển về Amazon này, và Tiki thì giao hàng rất là nhanh. Tiếp theo, thứ hai là Fahasa Book. Với Fahasa thì bạn có thể mua sách online hoặc là đến chi nhánh cửa hàng offline để mua sách. Đó, và Fahasa thì có một điểm hay, đó là có thể là có những sản phẩm mà song ngữ thì giá của nó cũng rất là vừa phải, bởi vì một quyển sách song ngữ mà là có hai quyển mà giá của nó cũng không hề quá đắt. Đây ví dụ quyển The Four này, quyển này nói về các công ty của Facebook, Google, Amazon and Apple. Đó, thì giá cũng có 350 thôi, hai quyển. Rất là nhiều sách. Thứ ba là nhà sách Phương Nam, tương tự Fahasa, bạn có thể mua online và offline. Bạn cũng thử vào mục sách này. Cũng rất là nhiều sách. Nhưng mà ít hơn Fahasa một chút, ít hơn Tiki một chút. Tiếp theo là đến The Bookworm Hà Nội. Cái này thì đây là một quán cà phê sách, và cà phê sách tiếng Anh. Đây, cũng khá là nhiều sách tiếng Anh và nhiều sách chuyên hơn về thể loại văn học. Và bởi vì đây là quán cà phê nên là sách cũng có khá nhiều quyển cũ. Đấy, cũng rất là nhiều sách. Địa chỉ của quán ở số 44 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Và cuối cùng là Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ở đây thì sách ở đây không phải là sách dòng sách văn học hay là dòng sách kinh tế kinh doanh, mà chủ yếu là các sách thiên về các kỹ năng để bạn học tiếng Anh. Một điểm đặc biệt của Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội đấy là ở đây các bạn có thể sử dụng các thiết bị công nghệ cực kỳ hiện và cực kỳ thoải mái. Đó, có rất nhiều máy tính, rồi iPad, rồi DVD mà các bạn vào đây ngồi đây đọc thì không phải mất một khoản phí nào cả. Không như là cà phê sách thì mình phải mua cà phê, hoặc là mua sách thì mình mất tiền mua sách rồi. Vào đây thì mình không mất một khoản phí nào cả, trừ khoản phí gửi xe thôi. Đó, địa chỉ là ở đây 170 Ngọc Khánh, Hà Nội. Và nhưng mà ở trong này thì là không gian yên tĩnh, nên là vào trong đây thì các bạn thì mình không được nói to, không được bàn luận to. Và ở trong này thì đôi lúc có khá là nhiều hội thảo hay khá nhiều chương trình mà hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ấy, nên là mình có thể vừa học và vừa ngồi nghe vừa tham dự luôn. Hoặc là cũng có rất nhiều người nước ngoài qua lại ở đây, cho nên là bạn có thể tận dụng cơ hội để bắt chuyện với họ. Đó, thì mình đã giới thiệu cho bạn 5 địa chỉ, 5 và website mà bạn có thể mua sách tiếng Anh hoặc là đọc sách tiếng Anh luôn. Thì mình mong là bạn sẽ cảm thấy sự chia sẻ này của mình có ích, và mình chúc các bạn sẽ ngày càng thành công trong việc học tiếng Anh của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.